Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt Đài truyền hình PTS Đài Loan ngày 17 tháng 5. Hôm nay, luật hôn nhân đồng giới của Đài Loan tròn 4 năm. Ngày 16 tháng 5, Viện Lập pháp cũng vừa thông qua vòng 3 sửa đổi luật nhận con nuôi của cặp đôi đồng giới. Như vậy, sau này các cặp đôi đồng giới sẽ được phép nhận nuôi trẻ không cùng huyết thống. Từ đó tạo nên bước tiến mới cho quyền bình đẳng hôn nhân tại Đài Loan. Năm 2022, đây là cặp đôi đồng giới đầu tiên ở Đài Loan được nhận con nuôi một cách hợp pháp, nhưng chỉ là trường hợp cá biệt. Đến nay, luật cho phép cặp đôi đồng giới nhận con nuôi được Viện Lập pháp thông qua khiến họ vô cùng vui mừng vì không còn buộc phải lựa chọn giữa hôn nhân và con cái. Do luật hôn nhân đồng giới không cho phép các cặp đôi đồng giới nhận nuôi trẻ không cùng chung huyết thống, khiến nhiều cặp đôi đồng giới nếu muốn nhận con nuôi thì phải ly hôn, rồi một bên đứng ra nhận nuôi, và cho dù đã nhận nuôi nhưng vẫn không được công nhận về mặt pháp luật. Sau 4 năm nỗ lực, vào ngày 16, Viện Lập pháp đã thông qua vòng 3 về nội dung giải thích số 748 của Viện Tư pháp về sửa đổi luật thi hành, quy định nêu rõ khi đương sự có một bên hoặc cả hai bên cùng nhận nuôi con của người khác, thì có thể áp dụng quy định nhận con nuôi trong luật dân sự. Điều này giúp cho quyền bình đẳng trong hôn nhân của Đài Loan có thêm một bước tiến mới. Các cặp đôi nhận được tin vui trước thềm luật hôn nhân đồng giới sắp tròn 4 năm. Việc thông qua luật sửa đổi lần này giúp cho họ hoàn thành giấc mơ về một gia đình hoàn chỉnh. Và đó cũng là một món quà dành cho các bé đang chờ được nhận nuôi. Cựu Thủ tướng Anh Quốc bà Liz Truss đã đến Đài Loan vào tối qua. Hôm nay bà đã có buổi diễn thuyết công khai, kêu gọi các nước châu Âu không nên né tránh hoặc sợ chọc giận Trung Quốc, không nên vô trách nhiệm khoanh tay đứng nhìn vấn đề an ninh Đài Loan. Thay vào đó, nên thể hiện sự ủng hộ kiên định đối với Đài Loan. Bà cũng kêu gọi chính phủ Anh Quốc công khai biểu đạt ủng hộ Đài Loan gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. We in the United Kingdom and right across the world need to do all we can to support you over the coming years. Your future is our future. Cựu Thủ tướng Anh bà Liz Truss bắt đầu chuyến thăm Đài Loan vào ngày 17 có buổi diễn thuyết công khai với chủ đề về mối đe dọa từ Trung Quốc, hoàn toàn khác với quan điểm của Tổng thống Pháp Macron, người trước đó đã phát biểu rằng châu Âu không nên bị cuốn vào tranh chấp tại eo biển Đài Loan. Còn bà Liz Truss cho rằng châu Âu không nên né tránh hay sợ chọc giận Trung Quốc, mà hãy nên thể hiện sự ủng hộ kiên định đối với Đài Loan. And I believe it's completely irresponsible for European nations to wash their hands of Taiwan on the grounds that it's a long way away or it's not a core part of our concerns. I don't think they could be more wrong. It is a core interest to the people of Europe. Bà cũng kêu gọi Thủ tướng đương nhiệm của Anh thực hiện lời hứa khi tranh cử, đưa Trung Quốc vào danh sách quốc gia có mối đe dọa chiến lược, lập tức đóng cửa các học viện Khổng Tử thay thế bằng các trung tâm văn hóa của Hồng Kông và Đài Loan, đồng thời công khai ủng hộ Đài Loan gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Bà Liz Truss lấy việc Trung Quốc cố tình che giấu dịch bệnh COVID-19 để minh chứng rằng Trung Quốc không đáng tin cậy. Còn Đài Loan giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Các nước phương Tây cần phải có trách nhiệm chung là liên minh ủng hộ Đài Loan để chống lại sự xâm lược của Trung Quốc. Hôm nay, thời tiết các nơi rất nắng nóng, nhưng từ tối thứ Năm, một luồng phong sẽ tràn vào Đài Loan. Khu vực Tây Bán Bộ có mưa dông cục bộ hoặc mưa mang theo sấm sét. Ngoài ra, mọi người cần lưu ý do ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời vào buổi chiều làm tăng nồng độ ozone, môi trường khu vực Trung Bộ trở lên phía Bắc, chất lượng không khí trở nên kém hơn. Hôm nay và ngày mai, các nơi có nhiệt độ khá cao, thời tiết nóng bức. Vào lúc 11 giờ sáng nay, khu vực cục bộ Đại Nam và Cao Hùng đo được nhiệt độ vượt mốc 34 độ C. Đến tối thứ Năm, một luồng phong mới sẽ tiếp cận Đài Loan. Từ ngày 19 đến 20, toàn Đài Loan sẽ chịu ảnh hưởng của phong. Thời tiết chuyển sang hình thái có mưa dông cục bộ và mưa mang theo sấm sét. Đến ngày 22, thêm một đợt phong khác sẽ tiến gần Đài Loan. Nhưng Cục Khí tượng cho biết các đợt phong lần này đều không thuộc hình thái tích tụ lâu, vì thế lượng mưa do phong mang lại lần này khá hạn chế. Hiện nay, xe đạp công cộng ở thành phố Đài Trung gồm hai hệ thống là iBike 1.0 và UBike 2.0. Hệ thống xe iBike 1.0 được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Đến nay thì tình trạng xe đã trở nên cũ và lỗi thời, nên người dân rất ít sử dụng. Năm nay, chính quyền thành phố đang triển khai công tác đào thải hệ thống xe cũ, yêu cầu doanh nghiệp tăng cường tuần tra và làm vệ sinh xe.
Yên xe đạp cũ kỹ nứt nẻ, rổ xe phía trước có vài tờ rơi quảng cáo đã chuyển màu, thân xe cũng có nhiều vết reset. Hệ thống xe đạp iBike 1.0 được đưa vào sử dụng tại Đài Trung từ năm 2014. Hiện so với U-Bike 2.0 thì đã quá cũ kỹ và lỗi thời, nên phần lớn người dân đều lựa chọn chạy xe của hệ thống mới 2.0. Ý tiền lĩnh khá phải kìa. Hà nói không? Chứ chỉ lại bất hảo chỉ, 2.0 chỉ lại bị rất xuân à. 对，实际上我是觉得 1.0 应该通通都撤掉了啦，就让它用 2.0 就好了。Người dân phản ánh rằng xe của hệ thống mới và cũ không thể dùng chung. Xe 2.0 mang đến cảm giác thoải mái hơn khi chạy, tình trạng xe tốt, trạm trả xe cũng nhiều. Cục Giao thông thành phố Đài Trung cho biết xe iBike 1.0 đã sử dụng được 3 năm, hiện có khoảng 6.000 chiếc, đã sắp đến thời hạn phải hủy bỏ. Sẽ yêu cầu phía doanh nghiệp tăng cường công tác làm vệ sinh và dọn dẹp, dự kiến trong năm nay sẽ loại bỏ hết hệ thống cũ. 现在1.0的设备已经陆续达到使用年限了，像脚踏车它至少要三年嘛，哦，然后像车柱至少要五年。那我们今年会将整个1.0的设备严厳看，要把它做一个汰换的一个过程这样。Hiện iBike 1.0 có 304 trạm, U-Bike 2.0 có 1.308 trạm. Chính quyền thành phố kêu gọi người dân nếu phát hiện xe đạp cũ đã hư hỏng, yên xe có thể xoay ngược 180 độ, thì hãy thông báo cho trung tâm chăm sóc khách hàng để tránh cho người khác gặp phải. Bước tiếp theo sẽ yêu cầu doanh nghiệp tăng cường công tác huấn luyện và tuần tra để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thưa quý vị, sau khi Đài Loan dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang, thì cộng đồng xuất hiện nhiều loại virus cùng lúc. Trong 3 năm dịch bệnh vừa qua, lần đầu tiên Đài Loan ghi nhận một ca tử vong ở trẻ em do nhiễm cúm mùa, là một em bé trai 5 tuổi. Còn về tình hình dịch COVID-19, tuần này có chiều hướng gia tăng. Trong đợt dịch thứ tư, dự đoán số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng cho đến cuối tháng 6. Sở Kiểm soát Dịch bệnh công bố vào tuần trước, số ca nhiễm tăng mới mỗi ngày bình quân 154 ca, tăng 33% so với một tuần trước đó. Điều đáng lưu ý là số ca nhiễm nội địa biến chủng XBB đã vượt số ca nhiễm biến chủng BA.2.75, trở thành biến chủng nội địa thịnh hành nhất hiện tại. Ngoài ra, dịch cúm vẫn tiếp tục trong đà gia tăng. Tuần trước ghi nhận một trường hợp tử vong ở trẻ em do nhiễm cúm mùa, là một bé trai 5 tuổi sống ở miền Bắc. Từ lúc phát bệnh cho đến khi bé trai tử vong chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày. Đây cũng là ca tử vong do nhiễm cúm mùa ở trẻ em đầu tiên tại Đài Loan kể từ hơn 3 năm dịch bệnh COVID-19. Vừa rồi là bản tin tiếng Việt đài truyền hình BTS Đài Loan. Trước khi kết thúc, xin mời quý vị cùng đón xem hình ảnh Thảo Cầm Viên ở Ấn Độ và xin hẹn gặp lại.